Vâng nhá, cuối buổi lên sóng gọi là một cặp hữu nghị cho các bác luôn này. Đấy, cho bác nào nhanh tay này. Vâng, giá cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. À, con này con 7GX, vâng, bát 13 màng carbon, gân cao su, tép dòng chép đom. Đấy, một cặp hữu nghị nhanh và gọn luôn cho các bác này. Đấy, cặp này thì hình thức phía sau nó hơi bị một tí này, thì về các bác có thể chấm tí keo 52 cho em nhá. Con này thì công suất là 70 chở khoảng là 4 ôm. Cái này thực ra thì do quá trình lưu kho thì nó cũng chảy hưởng đâu các bạn. Các bác về có thể là dùng dao mình có thể gọt cho nó vuông vắn đi tí. Đấy, xong mình chấm tí keo vào nó lại cứng cáp mà đây. Còn chất liệu vỏ thì các bác yên tâm. Cứng lắm. Gõ đau hết cả tay này. Chất liệu vỏ thì các bác yên tâm đi, thoải mái đi. Đấy. Con này thì từ bọc giảm nhiễu các bác nhá, từ được bọc giảm nhiễu mà carbon này, hay còn gọi là màng da chăn đấy. Đấy. Vâng, cặp này thì kích thước của nó rộng là khoảng 15.5, sâu là khoảng 23.5 và cao đạt ngưỡng khoảng 26.5. Đấy. Cặp này bình thường của nó sẽ là khoảng 1,2 triệu nhưng phía sau nó bị một tí. Vâng, và bây giờ tầm này nó cũng là cuối buổi chiều rồi. Đấy, thì em xin phép được xả cặp này gọi là kịch liệt luôn nhá. Bác nào nhanh tay thì được này. 980.000. Cho bác nào nhanh tay luôn ngay cho em. 980.000, duy nhất một cặp 7X ngày hôm nay, bác nào nhanh tay thì được, bác nào chậm tay thì mất nha. Đấy. Alo ngay cho em, dòng này tiếng bát đánh hay lắm, đánh phê lắm. Bát đánh khỏe, chắc và rất là sâu. Đấy. Hình thức các bác nhìn qua em thì nói chung là em cũng không giấu giếm gì cả. Hàng có thế nào thì em bán vậy thôi. Đấy. Đấy. Thì mọi cái thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhá. Đấy. Hàng tuyệt vời lắm. Đấy, thì bác nào nhanh tay chốt thì để em test luôn nhá. Test bàn giao cho các bác đảm bảo là ba test từng trước một lên ok nhá. Nhà em test hàng là không phải test chung chung đâu mà là tách từng trước một ra này. Đấy. Test từng trước một, cắm dây từng trước một, sau đó test bát, test lên ok. Sau đó bắt đầu mới test sang trước thứ hai và cuối cùng là khâu đóng hàng nhá. Đóng hàng thì các bác yên tâm, nhà em thì đóng cuốn ly lông đàng hoàng, cuốn màng co, sau đó là đóng thùng xốp. Đấy, thùng xốp thì nhà em phải mua chứ cũng không xin được. Đấy, thùng xốp nhà em mua toàn 3-40 nghìn các loại dày luôn đấy. Đấy, các bác nào nhận hàng bên em thì biết ngay đúng không ạ? Không thể bảo em là chém gió. Em đóng hàng thùng xốp thì có biết rồi đúng không ạ? Chèn rất là kỹ, chèn đâu ra đấy luôn, rồi thùng xốp rất là dày dặn. Đấy, mua thùng xốp toàn là 3-40 nghìn một cái chứ đâu có rẻ đâu. Đấy, xong lại phải công mang sang bên Viettel gửi các thứ cho các bác. Các bác cứ nghĩ là nhà em nào bán được một cặp như này là xong đấy. Đấy, nhiều bác là biết nhà em đóng hàng biết ngay, nhận hàng là biết ngay đúng không ạ? Kể cả những cái kể cả cái dàn anten nhá, hay là cái khiển hay là cái thứ ấy. Hay là cái dây loa thôi, nhà em đều phải quấn kỹ càng rồi bọc thùng xốp, nói chung là đóng cẩn thận cho các bác, chứ không kiểu là đóng ẩu đà rồi cứ thế mà gửi hay như nọ được. Bởi vì cái hàng điện tử này nếu mà gửi không hẳn noi là nó sẽ bị chảy xước hay là nó long chóc các thứ, là nó lãng phí các bạn. Về các bác mất đồng tiền mà các bác cảm thấy nó bực. Em vậy thôi, dựa trên tâm lý bán hàng thì em cũng như các bác thôi. Em cũng đi mua hàng một chỗ khác đúng không ạ? Về ví dụ người ta cũng vứt lăn nóc, người ta bọc không cẩn thận. Thế về chảy xước các thứ thì em cũng cảm thấy bực thôi. Đấy, em cảm thấy thật sự các bác mất đồng tiền nhưng mà nó nghĩ nó bực. Đấy, có thể là vài 300 nghìn thì ok, thì với người khác thì có thể không to, với mình thì nó là cả là một vấn đề đúng không ạ? Đấy, mua nhiều thứ đúng không ạ? Mình cũng tiếc chứ. Đấy, rồi tiền nó là một chuyện nhưng mà cái sự bực bối, cái sự tức trong người nó khó chịu. Đấy, thế nên là bán hàng thì dựa trên tâm lý khách hàng thì nhà em cũng sẽ đóng hàng thật cẩn thận cho các bác, nên có yên tâm. Đóng hàng bảo là rất là cẩn thận luôn. Đấy, kể cả hàng thanh lý, bác nào mua hàng thanh lý bên em biết, kể cả thanh lý 100.000, 200.000 nhà em cũng đều phải cuốn bằng co, đóng thùng xốp gửi về cho các bác. Đấy, không về các bác ví dụ nó có méo móp vài này nọ thì các bác nhận hàng nó khó chịu. Đấy, nên có yên tâm nha, riêng cái chuyện đóng hàng yên tâm. Đấy, còn giá thì đấy các bác biết rồi. Đấy, duy nhất một cặp này em xả các bác sướng. Còn không có cặp thứ hai đâu, em nói thật các bác là không có cặp thứ hai đâu. Đấy, thì bác nào chốt thì nhanh tay alo ngay cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy, hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em cũng được. Cửa hàng nhà em thì ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác, hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhá. Đấy, thì bác nào chốt thì alo luôn để em test hàng và đóng hàng nhá.